Rồi, Ủa hôm không nay đi chúng đâu. ta sẽ đến với bài số 15, Giơ kia sổ Sa Chin Chích Cô Tô Chinh. Tiểu. Ở tại đây tôi có thể chụp hình được không? Tôi chụp hình ở đây á, được không? Cái bài học, cái mục tiêu bài này á, thì mình có thể xin xin hay là đề nghị hay là xin cái sự cho phép của người khác, xin làm gì đó. Tôi có thể chụp hình ở đây được không, hay là tôi có thể đi vệ sinh ở đây được hay không đó, có nghĩa là mình xin người ta. Hơ rắc cu ha kỳ, hơ rắc ha tà ha kỳ. Hơ rắc là cho phép các bạn, chữ hơ rắc là cho phép. Tôn động từ cộng với a ơ bô tà, động từ này là ví dụ là mặc thử hay là xem thử. Cái này là chút nữa mình sẽ học với những cái ngữ pháp này. Và học bài này thì mình có thể là gì, hỏi và trả lời cái việc mà mình có thể làm, in qua hành su ổn định, có thể làm và việc không thể làm ở nơi công cộng. Cung cung chẳng số là nơi công cộng. Và ở nơi công cộng đó thì mình sẽ viết một bài viết có những cái tiêu chí là quy tắc phải giữ. Những nơi công cộng thì mình phải giữ gì, gì đó, thì chút nữa mình sẽ học. Và sau đó thì bây giờ mình sẽ thử nha. Bây giờ mình đến với những cái từ gọi là từ vựng ha, những cái từ. Thì thứ nhất là từ cung hăng. Cung hăng là sân, sân gì? Sân bay đúng không? Sân bay. Cung dân. Cung dân là cấm, cấm khói ha, cấm gọi là cấm thuốc lá đó. Cung dân. Chữ dân nên là dân kỳ các bạn, dân kỳ là cấm, cấm khói thuốc. Cung chi là cấm, cấm chung chung đúng không? Công dân chăng, cái nơi biểu diễn, cái chăng là cái nơi ha, hay là sân biểu diễn gì đó. Tô sơ quan là thư viện nè, còn đại sứ quán gọi là, có nhiều bạn nói là ồ tô sơ quan là đại sứ quán này, không phải, đại sứ quán là tê sa quan ha, còn đây là tô sơ quan là thư viện. Kurim chân si phung với mạnh chi tà. Kurim là tranh, chân si phung, mình có thể là mạnh chi tà là rờ ha, rờ chạm vào cái tranh hay là buổi triển lãm đó. Misun quan, phòng mỹ thuật ha. Misun là mỹ thuật, nói về phòng vẽ đó. Bắc quan là viện bảo tàng. Sa chín ấy trillion ha tà, gọi là quay hình, hay là mình gọi là quay video đúng không? Chân si chàng, chân si chàng, Surekiri Bodhita, bảo rác. Chữ chân si chăng này có cái nghĩa nó là, các bạn biết nghĩa là gì không? Chân si chăng gọi là buổi khu, là cái khu triển lãm đúng không? Chân si là cho không phải khu gì đó, triển lãm loại hình gì đó. Rồi, ơ huy là từ vựng. Hãy chọn cái câu, hãy hãy chọn câu đúng. Ví dụ như này nè, cúc trang cũng quên hai cái từ vựng này là e sơ hiu tê chân hoa rế sa yong ha chi mã xe. Đừng sử dụng điện thoại di động ở tại đâu, thì người Công ta cộng. cho ví dụ mình là ở tại cúc trang, ở rạp chiếu phim là không có được xài điện thoại di động, vì trong đó là người ta cần cái chữ im lặng để mà xem phim đúng không? Rồi cho nên là mình cũng chọn hai từ đó, mình chọn thử nha. Xin mời bạn bạn Thắm đúng không? Câu 1, mình đọc cái câu 1 và mình chọn cái câu nào trong cái câu số 1 này. Nè. 어제 가족하고 한국에 유물은 보여. 아이고, 박물관? 박물관 Bách네. Minh Quang.
백무관에 다녀왔어요. 다녀 왔어요. hôm qua thì sao, cùng với ai? Cùng với Qua thăm gia đình. mình. Đi xem gì? Du môn là di tích, đi xem cái di tích của Hàn Quốc á. Có phép Thì mua đã con. đến viện bảo tàng đúng không? Viện bảo tàng thì mình Mua thăm con. di tích đúng không? Rồi câu số 2 xin mời bạn Nhường nha. Câu 2 làm sao đây? Câu 2 làm sao đây? Bạn Nhường chưa thấy bật mic à? Rồi. Câu 2 mình làm sao đây bạn Nhường ơi? Rồi bạn Nhường chưa bật mic đúng không? Rồi bật đi. Không. Khôn so thư là cái gì thầy? Em cũng không Concert à, tiếng Anh buổi biểu diễn. Tà âm chu ma đê công don cha nghe khôn sa thư rin bô can kho rèo. Đúng rồi. Cuối tuần sau tôi sẽ đi xem cái buổi nhạc hay buổi hòa nhạc. Tôi sẽ định đi xem buổi hòa nhạc ở tại cái sân khấu biểu diễn đúng không? Công viên là nơi biểu diễn đó. Rồi rất là tốt. Rồi xin mời bạn Trường làm câu số 3, rồi xin mời bạn bạn An Yên Dân làm câu số 4 thử nha. Từ từ làm câu 3 trước đã. Mình chọn câu mới đây. Trường bật mic lên mới chọn được. Rồi. Câu số 3 là mình chọn cái này với cái này, chọn cái nào nào? Chọn viên kia đấy ạ. Bianchi, đúng rồi, quá chính xác. Yeah. Bianchi sẽ nên tâm phiêu chim mã CEO trong máy bay á, thì không được Trong lá đúng không? Rồi câu này nó làm sao? Bạn Yên Dương đâu rồi? Cái này mình chọn xa chim đấy chứ chim một theo không được chụp ảnh ở phòng nào, ở công viên hay là ở đâu, hay phòng mỹ thuật? Phòng mỹ thuật rồi đúng không? Rồi không trả lời là biết rồi. Rồi công nhân là cấm hút thuốc. Chu cha công chi, chu cha công chi là chỗ bài cấm cấm đậu lái đậu, đậu cấm đậu xe. Trillion tr công chi, cấm quay phim chụp hình đó ha. Chu đếp công chi, cấm vào, cấm ra vào. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần tê hoa. Bây giờ xin mời hai bạn sẽ đọc cái tê hoa này nha. Xin mời bạn 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 Tuấn đó, rồi bạn Tuấn đọc Sa Gia nha. Rồi bạn bạn nào? Bạn Nhường đúng không? Bạn Nhường đọc Sơn Nam. Xin mời hai bạn đọc to rõ lên nha. Wow, 이 그림 정말 멋있어요. 청남 씨, 잠깐 이쪽으로 와 보세요. 정만 화려하고 맛있네요. 멋있어요. 우리 đọc là멋있네요. 네, đọc 멋있어요. 정만 안 화려하고 멋있네요. 우리 그럼 앞에서 사진 한장 찍을까요? 좋아요. 그런데 여기에서 사진은 찍어도 돼요? 글쎄요, 저도 잘 모르겠어요. 저쪽에 직원이 있으니까 제가 한번 물어보고
ôn kèo.실례합니다. 여기에서 사진은 찍어도 됩니까? 그 sông Hachiman, do kia so lưng, sa chín lưng, chích cư si miên, án tuyết mì ta. Rồi, ok. Các bạn rất là đọc nó tốt. Wow. Đây là cái biểu tượng là wow. Wow. Là người ta à, đúng không? À, cảm thán luôn. Cái gì cảm thán là biết rồi. Wow. Y kurim chongman masit sayo. Nãy có bạn nào đọc là masit sayo là không được nha. Là masit sayo nha các bạn. Đọc masit sayo là phạt 5 triệu thôi chứ không phải giỡn đâu. À, cái tranh này ô quá đẹp, đẹp thật. Cái tranh này quá đẹp. À. Sumnang si. Chăm can y chúc cơ đồ quả bồ xeo. Ô, bạn Sơn Nam ơi, bạn hãy lại đây đúng không? Hãy lại hướng này, hãy lại thử đây. Cái hình này, cái tranh này đẹp quá đẹp, đúng không? Cái bạn này tới sao? Chẳng mal, hóa đô hoa cô, hóa xích nèo, đúng không? Ô, hoa lơ là hoa lệ các bạn, giống như trong cái bài là Ekoka. Nó có cái từ hoa đơ này đúng không? Hoa lệ. Ồ, cái tranh này rất quá là lộng lẫy và quá đẹp. À, đẹp lắm. Ừ. Mà không biết đẹp kiểu gì mà người ta nói là đẹp dữ lắm đúng không? Uri ikurim apeso. Mình đứng trước cái bức tranh này. Sa chin hành trang chích cây cải. Chúng ta đứng trước cái tranh này mình chụp một tấm hình được không? Cái hình phía sau đẹp quá đẹp cho nên mình phải à, chụp mình tấm hình thử được không? Trời ơi tốt. Kurande nhưng mà Nhưng 여기에서 사진을 찍어도 돼요? ở Nhưng mà ở đây đây có được phép chụp có hình không? truyền không.글쎄요. Cho tôi chạy mô được hết xèo. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng Cho chút cái chức không quan ý biết. à. Ở chỗ kia có vì có nhân viên cho nên hắn bên mua đồ bồ ở kèo tôi sẽ hỏi thử xem rồi Hỏi tôi mình. sẽ chăm si hù à, hỏi rồi xong rồi kia xin lê hâm thì tờ à, hôm qua chạy anh Sơn Nam mà chạy lại với cô nhân viên hỏi xin lê hâm thì tờ Lê xin hâm lỗi ở tại đây á à, được chụp hình không được chụp ảnh không xin 죄송하지만 여기에서는 사진을 찍으시면 안 됩니다. Mình phải đọc gì? Giống như nhân viên già già tuổi đó, lớn tuổi nữa. Xin lỗi quý khách. Thì ở đây không được chụp hình. Các bạn khi mà các bạn hỏi bất cứ một cái câu hỏi gì đó, thì nếu mà mình được nó, xin lỗi người ta, hay là xin xong hoa chị mình. Đó, những cái câu này nó khá là hay đúng không? À, để đọc thêm vào. Rồi. Chaya Siwa Sam Nang Sinan ở TX. Hai bạn này đang ở đâu? Một là ở Cức Trang, hai là ở Cung Hang, ba là Misri Quan, bốn là Cung Dân Trang. Các bạn nghĩ là hai người này đang ở đâu? Mỹ xung quanh rồi. À, Mi Xuân Quan, chính xác. Hai người này đang ở phòng tranh đúng không? Phòng tranh, phòng mỹ thuật. Du saramun sa chin er chit Hai bạn này có thể chụp hình được không? Có thể chụp không? Anh thấy không? Du saramun sa chin er chit kinsu opseyo. Hai người này không thể chụp hình được vì ông nhân viên nó là cái này không chụp được hình được đúng không? Đó là vậy. Rồi bây giờ mình thử làm một cái cấu trúc nè, động từ cộng với a ơ bô tà. Cái cấu trúc này có cái ý nghĩa là mình khi nói hay là khi mình nói về một cái kinh nghiệm hay là một cái thử nghiệm nào đó, một thử nghiệm một cái hành động nào đó. Cái từ này có nghĩa là thử các bạn, thử. Khi mình nói mình đã thử nghiệm rồi hay là mình sẽ thử thử một cái hành động nào đó, ví dụ mình mặc cái áo thử, mình mặc áo thử này, bạn hãy mặc thử cái áo này đi, thì mình sẽ dùng cấu trúc là
Động từ cộng a ơ bô tà ha. Cái này cái nghĩa là thử ha. Bạn hãy ví dụ như là che chu tô e han bên cà bô xe. Bạn hãy đi thử, hãy đi thử đảo che chu một lần đi. Chúng ta cùng nhau hay lại là bạn này nói là bạn thử thử đi, bạn thử đi che chu một lần xem. Thử, ví dụ bạn hãy mặc thử chiếc áo này đi, hay là bạn hãy ăn thử cái bánh này đây, hay là bạn thử đi xe này đi. Cho nên là mình sẽ dùng là chữ chữ a ơ bô tà này là thử ha. Thì nếu cái chữ a này, chữ a và chữ o này có nghĩa là chữ chắc ta này, nó là chữ a đúng không? Thì chữ a này thì nó cộng với là a bô tà, ví dụ là cha cha bô tà. Còn từ ơ này, chữ u này trước nó đó, trước cái chữ mà bô tà này là trước cái chữ a này thì có chữ ơ hay là chữ u hay chữ ư chữ y thì nó cộng với ơ bô tà, giống như từ này là chữ y, y tà y tà thì người ta là y cớ bô tà. Cho nên là sẽ nó đi với chữ ơ ha, chữ ơ này, chữ u này, chữ ư này, này tất cả này nó sẽ đi với chữ ơ. Còn chữ a chữ o này á thì nó đi với chữ a. Còn chữ ha tà nó sẽ đi là he bô tà, chân hoa ha tà hay là chân hoa he bô tà, thì rất là dễ đúng không? Bây giờ mình làm thử nha, thầy làm người ta có câu ví dụ mẫu này. Bạn hãy hãy hoàn thành, Quang Sơn là hoàn thành câu, hãy chọn chọn cái từ, chọn một cái số từ này và hoàn thành câu. Cái từ này cái người ta đã chọn ở câu số 1 thì người ta nói là y xin ba ni y xin ba đi cho ai kê chai ở u linh gai han bên xin ở bố xe chai ở u linh cất cất thay cái đôi giày này á có phù hợp với tôi không, ông bạn thấy phù hợp với tôi không? Thì người này nói là han bên xin ở bố xe, bạn hãy mang thử xem. Ô chai ở liên kết các thầy ô bạn mặc mà nó rất là hợp, có nghĩa là chủ quán không, chắc ông chủ quán nói ô hợp quá hợp, chủ quán thường thường nói vậy. Ồ cái đôi giày khá là hợp với bạn, rất là hợp. Rồi bây giờ mình làm thử câu hai thứ nha, thầy làm thử với các bạn xem nha. Rồi sau đó câu 3 mời một bạn khác nha. Vô chung ba mẹ cha mi chai ảnh quá rồi. Kurom cha ki cho nè ta tất han u yu rì mô mô cha mi chai ôi cơ yếu. Thì mình chọn câu số sữa thì mình uống đúng không? Chữ Masita. Thì thầy làm đó là ma Masita thì chữ y thành ra nó cộng với ơ cho nên là ma sơ bô tà, ma sơ bô tà, ma sơ bô xê ô, ma sơ bô xê ô, hãy uống thử xem đúng không? Vậy người này nói là dạo này ban đêm tôi ngủ không được. Cái người này nói ô vậy hà, nếu vậy á thì trước khi ngủ bạn hãy uống thử thử uống một ly sữa nóng, ta thích hơn một ly sữa ấm thì ngủ sẽ ngon. Ồ cái này hay nè các bạn. Bây giờ thầy khám phá được một cái bí huyết mà chữa bị mất ngủ. Bạn nào mà mất ngủ thì uống gì các bác bạn? Uống một ly sữa nóng, sữa ấm ha, đừng uống sữa lạnh nha, sữa ấm. Thì ý là cái này người ta nói như vậy thôi, còn có ngủ được hay không thì mình thử mới biết đâu đó. Đó mình thử mới biết. Rồi câu số 3 xin mời bạn bạn Nhường làm câu số 3 nha, rồi bạn cho bạn Thấm làm câu số 4 thử nha, rồi chúc mừng các bạn khác thì sẽ làm cái khác. Rồi xin mời. Han han ku ko run chan ha ko sip pun te hom pang pop pun chan mu ruk ke sayo han kuk chin ku ha ko mani ira ki he buta bu bu seo han ku ko sinok ki nun koreo.
Bạn chọn cái từ Iyaki này rất là chính xác, mà Iyaki Heboseo rất là hợp. Tôi muốn giỏi tiếng Hàn, nhưng mà có cách gì không, tôi không biết cách gì để giỏi được. Thì người này trả lời Hankuk chingu hago mani, những người bạn người Hàn mani Iyaki, hãy nói chuyện nhiều với những người bạn người Hàn thì cái năng lực, cái silly lớp, cái năng lực tiếng Hàn của bạn sẽ nên tà là nó tăng cao, tăng cấp độ. Cho nên bây giờ mình muốn giỏi tiếng Hàn thì phải gặp người Hàn nói chuyện nhiều, gặp người Hàn nói chuyện nhiều, nói nhiều thì mình sẽ giỏi. Rồi, câu số 4, xin mời bạn Thắm làm thử câu số 4 làm sao đây. Cho em nhìn lại cái cấu trúc được không thầy? Được chưa? Boseyo. Đây là xin Boseyo. Bây giờ chọn động từ nào trong bốn cái này? Ba cái này chọn xong hết rồi. Bây giờ còn con cái thôi. Giờ mình chọn giờ làm sao đây? Karako hanunte otika chun kayo soyak sane hanbon ka paseyo kaun de thuk chi harun ka wayo. Bạn làm rất là chính xác. Caboceo. Mà hãy đi thử tam tài tháng sau á. Yohan Karoko Hanande. Tháng sau tôi dự định đi du lịch. Nhưng mà đi đâu thì tốt nhỉ? Sơ đắc sane hanbon Caboceo. Bạn hãy đi thử sơ đắc núi sơ đắc xem. Đặc biệt là sao? Kaore mùa thu á. Thức kỳ đặc biệt nó rất là Arum Tower, Arum Tower nó rất là đẹp mùa thu. Cái núi này, cái lá vàng này, lá đỏ rất là đẹp, đẹp dữ lắm. Mà hồi giờ thầy chưa đi lần nào. Đúng chưa Rồi. Cái lá vàng nó đẹp lắm đó mà, lá vàng nó đỏ. Thì thầy thầy đã đi cái núi cạnh dưới núi núi này thôi chứ chưa lên núi này. Nhưng mà ghi gần cảnh đó, hãy lên gần tới Bắc Hàn này. Rồi. Mai mốt các bạn có dịp đi lên khu vực chỗ gần Bắc Hàn đó, các bạn sẽ thấy được là nó có cái đường Cúc Kiên đó. Cúc Kiên là cái hàng rào, giống như là bên Hàn này nó có một cái bên Hàn với Triều Tiên đó, nó có một cái gọi là đường biên giới. Mà đường biên giới này nó khá là đặc biệt các bạn. Có nghĩa là gì? Đặc biệt là cái đường biên giới này là cách từ đại từ trung tâm đến chỗ Hàn Quốc, rồi từ từ chỗ này đến Triều Tiên á, là một cái khoảng cách đó là mỗi bên là 2 cây số, cho nên là tổng cộng cái đường đường này á, đường này là 4 cây số, 4 cây số là đường này là gọi là Bi Mu Chang, Bi Mu Chang là không có Bị vụ, mua chẳng không tham giới cái này là Bi Mu Chang là không có phi quân sự, phi quân phi sự quân sự hay là không có vũ trang, chỗ là chỗ khu phi quân sự. Và chỗ này các bạn, người ta nói là những con động vật nó sống trong này rất là nhiều, đặc biệt là heo rừng, vân vân. Và chỗ này rất là đẹp. Thì vậy là cái núi Sơ Đốc Sang nó nằm gần đây. Núi này rất là đẹp, mùa đông mùa thu đi rất là đẹp. Rồi mình đã thử rồi đó, ví dụ như bây giờ mình bây giờ có một bạn bây giờ mình nói là bị cảm thì bây giờ mình làm gì, các bạn mình áp dụng cái câu cấu trúc này thôi. Bị cảm thì mình nhân quân Kabosel y y thì là cái y dạ kế nhạc ma sơ bô xeo, y dạ kế ma sơ bô xeo. Bạn hãy uống thử cái thuốc này xem, chứ bữa giờ uống hò suốt mà không hết. Bây giờ cái người này nói thôi, bạn hãy uống thử cái thuốc này xem, y dạ kế ma sơ bô xeo.
Thầy, em thấy thuốc là nó hay dùng cái từ mốc mốc tà mà thầy. À, từ mốc ta cũng được mà ma si ta cũng được ha. Mốc ta cũng được, ma si ta cũng được. Ok. Y gia kế, nhưng mà họ thường dùng nhất là cái từ đúng nhất là từ bốc dôn các bạn, bốc dôn. Bốc dôn. Bốc dôn uống mà dạng như là cái từ này là thường sử dụng, gọi là trong văn, trong văn văn vẽ đó ha, trong văn viết đó, Rồi mình đến với cấu trúc thứ hai, đó là động từ a ơ tô tê tà. Cái động từ này động với tê tà là cho phép hay là đồng ý hay là chấp nhận. Nghĩa nó là được, được, được không, được, được. Cái chỗ này có làm được không, xin phép, mình cho phép hay là đồng ý hay là chấp nhận một việc nào đó, hay là mình có thể hỏi là tôi có làm được cái chuyện này không, ví dụ tôi có thể chụp hình, cái chụp hình được không, chụp ảnh được không, cái chỗ này nè tôi có chụp ảnh được không. Cho nên là cấu trúc nó là được, cho phép hay là đồng ý chấp nhận một cái việc nào đó, hay là hỏi để xin phép người khác cho phép làm một việc gì đó, thì nên là được hay là làm cũng được, làm cái này vân vân, anh có thể chụp được, thì mình cũng có thể trả lời này. Cái này là câu hỏi, còn cái câu mà không có câu trả lời là chỉ cần là chiếc tô thiệu do kia sa chín nới chiếc cơ tô thiểu, nhưng mà trả lời là ô do kia sô sa chín nới chiếc cơ tô thiểu, thì nó cũng là câu câu trả lời luôn ha. Câu hỏi thì đưa câu cho câu dấu chấm hỏi, câu trả lời thì mình chỉ có nói thôi đúng không. Thì chữ a o này nó đi với a tô tê tà, còn ơ u ư i này thì nó đi với chữ ơ tô tê tà, còn chữ ha tà nó đi với chữ he tô tèo tê tà. Thì cái này thì cũng giống như ở trên đúng không, ở trên nó cũng a u a o nó đã cộng với a này, còn ơ u ư i này thì nó cộng cộng với lại là ơ này, thì nó rất là dễ giống như câu trên đúng không. Bạn hãy hãy chọn nó, cô la sờ cô la sờ, hãy chọn bạn, hãy bạn chọn chọn và hoàn thành câu, hãy hoàn thành câu. Ví dụ như người ta đã chọn cho mình cái từ này, dơ kia sư đề kiri pơ tố thiểu, mình đưa cái từ là mình chia cho nó là chữ ri y nè, chữ y nè, chữ bơ đi nè, chữ ri nè, thì nó nằm chỗ này chữ y nè, thì nó cộng với ơ đúng không, ơ nhưng mà nó cộng với lại dơ thành là chữ y, thành ra chữ dơ đúng không, chữ y này thì nó cộng với ơ nữa thì nó ra là chữ dơ các bạn, dơ, thành ra nó là bơ đơ tố tiểu, bơ đi tà bơ đơ tố tiểu, mình chia ra chữ ri này với ơ tô này chia ra. Ở đây tôi có thể vứt rác ở đây được không, tôi có thể bỏ rác đây được không. Rồi câu số 2 xin mời bạn Tuấn, nó rồi câu 3 bạn Trường, bạn Trường có 4 bạn Nhường, câu 5 bạn bạn bạn, bạn Thắm đúng không? Thắm. Rồi xin mời các bạn. Apa kuyeso kangachiru keu toteo. Khi tô tẻo, khi tô tẻo đúng rồi. Ở tại nhà chung cư đó, có thể nuôi chó được không? Có được không? Nuôi chó cạn mai chi. Rồi xin mời tiếp tục câu số 3. Bạn Trường đúng không? Bạn Trường bật mic làm câu 3 làm sao đây? Em ạ. Do kia so tham peren kêu kêu tô tuệ. Phiêu tà, pure tổ thể Kêu kêu tô tuệ. ở tại đây có hút thuốc được không? Rồi bạn nhường nó rồi câu số 4.
suốt chung ấy khóc phiền mà xeo tuyếu Ma sơ tố mà xeo tô tuyếu tuyếu, đúng rồi. Đang học uống cà phê được không? Ừ. Rồi bằng Tuấn đó rồi. vâng. Ta nghe chôm hơn tề e khân khơi 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 tô tuyểu. Nên là khơ tô tẻ, khơ tô tẻ. Cái này nó có sẵn đâu, tẻ. Rồi, thời tiết nóng quá, bạn phòng nóng quá, bật máy lạnh được không? Rồi, các bạn rất là giỏi, rất là tốt. Rồi, cái này phần đọc ha. Và phần này là phần đọc. Đọc hiểu à, này mình đọc cái mình hiểu, đọc ra là mình hiểu luôn à, thì mình sẽ chọn cái này dễ là mình tự dạy các bạn tự đọc tự làm cũng được, rất là dễ à, cái này cũng dễ đó ha. Ảnh tên đi ta, ví dụ câu này là dân hoa sang giống chung nghệ cha đi sợ idonamian ảnh tên đi ta. Khi đang phim đang trình chiếu, đang trình chiếu như vậy á, thì nếu đứng lên á, thì không được, cứ ngồi đó ngồi xem thôi. Thì cái câu này nói là dân dân hoa si chắc chân nè hiu tê phôn hiu tê chân hoa rê ba tư mến ảnh tên đi thả đó, không nhận được đâu. Nếu nếu nhận điện thoại thì ba tư mến, nếu mà nhận điện thoại thì không được. Dân hoa sang dân chung nghề áp cha đi rế áp cha đi rế ảnh chưa miến ảnh đêm đi ta ảnh ta ngồi đây ảnh chưa miến ảnh chưa ảnh chưa miến ảnh chưa miến ảnh đêm đi ta anh nên là anh ngồi đó ha. Nếu mà ngồi thì không được, cái này mình làm dễ rồi. Rồi đây là những cái từ vựng mà nãy giờ mình cũng có học, những cái từ này cũng khá dễ đúng không, rất là dễ. Rồi bây giờ mình coi thử những cái này ha. Cái hình này là nô dắt cha, nô dắt cha là người yếu hay là người già ha? Nô nô là người già, nô dắt cha. Im san bu người có thai. A yu a yong si Yua, Yua dòng là trẻ em đúng không? Này là trang thiết bị, season là trang thiết bị dành cho trẻ em. Sureki thôn, che hôi dòng, che hôi dòng là tái sử dụng. Bunli suker, bunli suker là phân loại, đúng không? Mấy cái này từ này dễ rồi. Rồi bài rồi hết rồi. Hôm nay mình học bao nhiêu đây rồi là ngủ được rồi.